Ông Trump ngỡ ngàng trước danh sách công việc của Tổng thống. Trong cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 10 tháng 11, Tổng thống Barack Obama đã cho người kế nhiệm của mình biết những việc ông phải làm sau khi nhậm chức. Wall Street Journal dẫn lời những người dành về cuộc gặp cho hay, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tỏ ra bất ngờ với phạm vi công việc của một Tổng thống. Trong gặp gỡ Obama tại Nhà Trắng, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã có cuộc gặp với đương kim Tổng thống Barack Obama tại phòng bầu dục một ngày sau cuộc bầu cử. Trong khi đó, các cộng sự của Trump được miêu tả là không hề biết việc tất cả nhân viên làm việc ở cánh tây nhà trắng, nơi đặt văn phòng tổng thống và các văn phòng cấp cao khác, đều phải được thay mới vào cuối nhiệm kỳ. Sau cuộc gặp, tổng thống Obama quyết định bản thân ông sẽ phải làm việc với ông Trump nhiều hơn dự kiến ban đầu để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ. Jason Miller, giám đốc truyền thông của một nhóm chuyển giao quyền lực bên phía Trump, từ chối bình luận về thông tin này. Tổng thống Obama và Trump đã không tiếc lời chỉ trích nhau trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của Trump. Tổng thống đắc cử của Mỹ từng tuyên bố nhiệm kỳ của Obama toàn những sai lầm và ông có thể xóa sổ những di sản của Obama. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Trump có thực hiện tất cả những lời hứa khi tranh cử của mình hay không. Sau cuộc gặp, tỷ phú Trump cho biết ban đầu hai người chỉ dự định nói chuyện 10 phút nhưng cuộc gặp về sau đã kéo dài đến 1,5 giờ. Về phần mình, Tổng thống Obama đã tuyên bố sẽ làm mọi thứ để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ. Chuyển giao quyền lực của Trump rối loạn vì đấu đá nội bộ Một tuần sau khi tạo địa chấn với chiến thắng trước đối thủ Hillary Clinton, đội hình chuyển giao quyền lực của Trump đang hỗn loạn với một loạt đấu đá bên trong. Politico trích các nguồn tin bên trong nói, mọi thứ giống như trận đấu giao vào lúc này. Tên của hàng loạt các ứng viên và những người không được chọn liên tục được đưa ra. Dấu hiệu mới nhất của rối loạn là việc Mike Rogers, cựu hạ nghị sĩ bang Michigan, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, một người rất có uy tín trong giới tình báo, quyết định rời khỏi đội hình chuyển giao quyền lực. Thông tin này hiện đang gây nhiều lo lắng cho giới tình báo Mỹ khi ông Rogers được coi là ứng viên hàng đầu cho vị trí giám đốc CIA. Cả Washington Post và New York Times đều đưa tin hoạt động của đội hình chuyển giao hiện đã khựng hết lại vì những biến động nhân sự mới. 8 năm trước vào tầm này, đội hình chuyển giao của Obama đã hoạt động trôi chảy với việc lên được bộ khung nội các chính cũng như bước vào cao điểm kiểm tra thông tin các ứng viên và phỏng vấn. Đội hình chuyển giao có một khối lượng công việc khổng lồ khi phải xây dựng và tuyển được đội ngũ khoảng 4.000 viên chức, 1.500 trong số này là do Tổng thống chỉ định. Trong tuyên bố của mình, Mike Rogers, cựu nghị sĩ của bang Michigan, đồng thời là chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ, cho biết ông vui lòng trao lại nhiệm vụ cho ban chuyển giao quyền lực mới được dẫn dắt bởi phó tổng thống đắc cử Mike Pence. Trong một diễn biến liên quan, ngày 15 tháng 11, một viên chức phụ trách nói ông Trump đã loại bỏ Matthew Friedman, quan chức cấp cao phụ trách an ninh và ngoại giao khỏi ban chuyển giao quyền lực của mình. Ông Fredman, người từng điều phối các cuộc điện đàm của Trump với một loạt lãnh đạo nước ngoài, từng điều hành một công ty tư vấn ở Washington, DC Dấu hiệu của việc chậm trễ là việc đội hình chuyển giao hiện chậm trong việc tương tác với chính quyền sắp rời đi của ông Obama. Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã tuyên bố muốn gặp đội hình chuyển giao của ông Trump, nhưng cho tới hết ngày 15 tháng 11, phe của ông Trump hiện vẫn chưa thể liên lạc. Ngày 11 tháng 11, ông Donald Trump đã thay đổi đội ngũ chuyển giao quyền lực với việc bổ nhiệm ông Mike Pence, phó tổng thống của ông, làm người đứng đầu đội ngũ chuyển giao quyền lực. Trước đó, ông Trump đã thẳng tay sa thải thống đốc bang New Jersey, Chris Christie, người đã chuẩn bị việc chuyển giao trong nhiều tháng khỏi vị trí này. Hiện những người thân của ông Christie đang bị loại dần khỏi đội hình, đồng thời những ứng viên ông Christie lên kế hoạch từ trước cũng bị gạt ra bên lề. Mối quan hệ của ông Christie với phe ông Trump khá phức tạp khi ông này từng là công tố viên đưa bố của Jay Kushner, con rể của ông Trump, vào tù vì tội trốn thuế. Hiện Kushner, chồng của Ivanka Trump, đang có ảnh hưởng rất lớn đối với Trump vì đã đóng góp rất lớn về các vấn đề chiến lược trong giai đoạn cuối giúp ông Trump chiến thắng. Ngay sau khi ông Trump đắc cử, Tổng thống Obama từng tuyên bố thực hiện việc chuyển giao quyền hành một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng. Nhưng chính quyết định bất ngờ của ông Trump khi thay Christie bằng Pence đã khiến tiến trình này gặp trở ngại. Các quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết quá trình chuyển tiếp đang bị đóng băng bởi ông Pence vẫn chưa ký vào các văn kiện cần thiết về mặt pháp lý để cho phép đội ngũ của ông khởi động tiến trình chuyển giao. Sự khởi đầu chậm chạp và không chắc chắn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chính quyền non trẻ của ông Trump thách thức những nỗ lực của Tổng thống mới đắc cử trong việc kiểm soát bộ máy hành chính liên bang và xây dựng đội ngũ nhân sự đầy đủ chuẩn bị cho nhiệm kỳ sắp tới. Hé lộ người sắp được Trump bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ Thưa quý vị, UNA Today ngày 14 tháng 11 đưa tin Tổng thống đắc cử Donald Trump nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm ông Rudy Giuliani, một trong những người thân cận trong suốt chiến dịch tranh cử làm Ngoại trưởng Mỹ. Trước đó từng có tin đồn xuất hiện rằng ông Giuliani sẽ được Donald Trump cân nhắc vào vị trí thẩm phán tòa án tối cao hoặc bộ trưởng quốc phòng. Tuy nhiên, trước phía ông Trump vẫn chưa lên tiếng về những tin đồn xung quanh việc bổ nhiệm ông Giuliani. Wall Street Journal cho biết, ngoài ông Giuliani, những ứng cử viên tiềm năng khác cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ còn có John Bolton, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và Bob Corker, giám đốc Ủy ban đối ngoại thượng viện. Trong vài tuần tới, khả năng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ đưa ra quyết định chính thức trong việc ông này sẽ bổ nhiệm ai làm người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ. Rudy Giuliani là một trong những cái tên đã ủng hộ tích cực cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump trong suốt hơn một năm qua ông này từng giữ chức thị trưởng New York từ năm 1994 đến năm 2011 và góp công rất lớn trong việc khôi phục thành phố này sau vụ khủng bố 11 tháng 9. Theo luật pháp Mỹ, tổng thống mới sẽ phải bổ nhiệm 4.000 vị trí, bao gồm cả những ghế quan trọng nhất trong chính quyền Mỹ. Cho đến thời điểm hiện tại, ông Trump đã bổ nhiệm Nancy Reebert người đang giữ chức chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, làm chánh văn phòng Nhà Trắng và tiến cử ông Stephen Biden phụ trách chiến lược Nhà Trắng. Donald Trump làm gì từ nay đến ngày nhậm chức? Quý vị và các bạn thân mến, người Mỹ đang đếm ngược đến ngày Tổng thống đắc cử chính thức nhậm chức. Trong khi đó, ông Donald Trump có nhiều điều phải làm để quá trình tiếp quản quyền lực diễn ra suôn sẻ. Theo ABC News, trong 70 ngày tiếp theo, tổng thống đắc cử của Mỹ và đội ngũ của ông sẽ phải xoay sở trong cả núi công việc từ nhỏ đến lớn. Đầu tiên là lựa chọn nội các. Nhiều người tin rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của một tổng thống mới đắc cử là việc lựa chọn nội các và nhân viên nhà trắng phục vụ trong nhiệm kỳ của mình. Chính quyền của Trump sẽ chịu trách nhiệm thực hiện khoảng 4.000 cuộc gặp gỡ chính trị, khoảng 1.000 cuộc gặp gỡ trong số đó phải được Thượng viện phê chuẩn. Trung tâm chuyển tiếp quyền hành tổng thống CBT, tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái, từng làm việc với đội ngũ của cả bà Clinton và ông Trump khuyến cáo rằng tổng thống mới đắc cử nên chọn 50 người đứng đầu nội các và các cán bộ chủ chốt của Nhà Trắng trước lễ tạ ơn. Lý tưởng nhất là đơn ngũ phụ trách giai đoạn chuyển tiếp của Trump nên gửi bản đề cử dự kiến lên thượng viện vào cuối năm nay. Đội ngũ phụ trách giai đoạn chuyển tiếp của ông Trump trong vài tháng qua đã bí mật xây dựng danh sách các nhân vật tiềm năng cho những vị trí lãnh đạo trong chính phủ liên bang. Trong bối cảnh từ bị nhiều chính trị gia phản đối, Trump rất có thể sẽ nhắm tới những người thành công tương tự ông trong giới thương trường. Tiếp theo là việc trao đổi với Quốc hội. Sau cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, phe Cộng hòa giữ quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ như vậy, đảng của Donald Trump sẽ có nhiều thuận lợi hơn Trong việc đề xuất và thông qua các chương trình nghị sự Những thuận lợi đó phần lớn phụ thuộc vào mối quan hệ của Trump Với lãnh đạo thượng viện Phó tướng của Trump, ông Mike Pence Luôn duy trì mối quan hệ thân thiết với các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa Ngay cả trong những thời điểm biến động nhất Của chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng Đó là mối quan hệ có giá trị lâu dài Đối với các chương trình nghị sự của vị Tổng thống mới đắc cử Trong khi đó, các nhà lập pháp đảng Dân Chủ vẫn có thể tiến hành yêu cầu kéo dài vô thời hạn, việc tranh luận về các chương trình nghị sự của ông Trump và đặt mình vào vị trí tương tự của những người Đảng Cộng hòa những ngày dưới nhiệm kỳ tổng thống của ông Barack Obama với tâm thế đối trọng với đảng đối thủ. Cuộc đối thoại giữa đội ngũ của Trump với lãnh đạo lưỡng viện Mỹ trong những tháng tới sẽ phản ánh cách tương tác của họ trong 4 năm tới cũng như bức tranh thực tế về những hoạch định của ông Trump bất động sản trong tương lai. Một công việc khác mà ông Trump phải làm đó là làm quen với vai trò tổng tư lệnh quân đội Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng chính là người đứng đầu lực lượng quân đội của nước này. Quá trình chuyển giao quyền lực giữa hai đời tổng thống cũng bao gồm việc bàn giao trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người dân Mỹ, cũng như đối phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu ngay từ những ngày đầu tiên. Trong những ngày tới, Donald Trump cùng các cố vấn hàng đầu sẽ khởi động nhiều cuộc họp sâu về các vấn đề thời sự, chính trị thường nhật, và các cuộc họp thường xuyên về các vấn đề ngoại giao quốc tế quan trọng. Lực lượng an ninh quốc gia nói chung và Nhà Trắng nói riêng sẽ tập dượt việc quản lý khủng hoảng quy mô lớn trong những thời gian tới. Tiếp đến là việc duy trì những nghi lễ xã giao truyền thống. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù chiến thắng của Donald Trump không đúng với mong đợi của ông Barack Obama, nhưng Tổng thống Mỹ đương nhiệm vẫn duy trì những xã giao truyền thống với người kế nhiệm. Tổng thống Obama chia sẻ đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 10 tháng 11, trong khi Tổng thống đắc cử cho biết ông rất kính trọng đương kim Tổng thống. Cuộc trò chuyện của họ đã bàn đến cả những chuyện tốt đẹp lẫn khó khăn. Theo dự kiến, cuộc gặp của hai người ban đầu dự định diễn ra trong 10 phút, nhưng đã kéo dài đến 1,5 giờ. Tỷ phú New York bày tỏ thiện chí muốn làm việc với đội ngũ của ông Obama để giải quyết các vấn đề của nước Mỹ. Sau đó, vợ chồng Tổng thống đắc cử đã có chuyến thăm Nhà Trắng. Tại đây, đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã gặp người sẽ tiếp nối vị trí của mình trong tương lai, bà Melania Trump và theo Tổng thống Obama, đó là một cuộc trò chuyện tuyệt vời. Gia đình ông Obama được kỳ vọng tham dự lễ nhậm chức của Trump tại tòa nhà Quốc hội Mỹ và quan sát Tổng thống Mỹ thứ 45 tuyên thệ nhậm chức. Công việc tiếp theo là lập kế hoạch cho 100 ngày đầu tiên. Trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống, Donald Trump từng hứa hẹn rất nhiều về việc làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tuy nhiên, Việc biến lời hứa thành các chính sách thực tế đòi hỏi cách tiếp cận thận trọng và mạnh mẽ hơn so với những lời vị tỷ phú đã phát biểu. Theo CPT, đội ngũ phụ trách giai đoạn chuyển tiếp nên chọn ra hai hoặc ba vấn đề mà Tổng thống đắc cử cần ưu tiên trong những ngày đầu lên nắm quyền và vạch ra kế hoạch thực hiện chúng một cách chi tiết. Trong suốt năm đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống, Barack Obama đã phải chật vật giải quyết gánh nặng của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Vì cùng thời điểm đó, ông cũng phải xoay sở với dự luật Obamacare. Mặc dù đó huy động được sứ mạnh của cả một đội ngũ vận động hành lang hỗ trợ việc thông qua dự luật chăm sóc sức khỏe này. Hiện dư luận vẫn chưa rõ về ưu tiên của Donald Trump. Ông sẽ đối mặt với các thách thức cần ưu tiên giải quyết trong nước hay quốc tế, thực hiện lời hứa xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Mexico hay bãi bỏ Obamacare. Và một công việc quan trọng cuối cùng là dọn vào Nhà Trắng một cách ổn thỏa kế hoạch kéo dài 5 tiếng nhằm tiến cho gia đình tổng thống Obama và đón đại gia đình nhà Trump được cho là một kịch bản ngừng nguyễn như một vợ múa ba lê. Thử thách đầu tiên cho các nhân viên Nhà Trắng là sắp xếp 132 căn phòng sao cho phù hợp với gia đình tân tổng thống trong 4 hoặc thậm chí 8 năm tới. Theo thông lệ, đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ cùng các nhân viên chuyên trách bàn bạc với người phụ trách văn phòng Nhà Trắng về cách bố trí nội thất. Gia đình Trump sẽ có quyền tự do trang trí phòng bầu dục theo sở thích riêng gần 100 nhân viên tham gia vào quá trình chuyển giao nơi ở của Tổng thống. Nhiệm vụ của họ là hoàn thành quá trình này một cách nhanh chóng, với độ chính xác cao và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc. Nhà Trắng lần đầu tiên sau khi Trump đắc cử và sẽ còn phải gặp nhiều lần nữa để bàn về quá trình chuyển giao quyền lực. Người phát ngôn Nhà Trắng John Ernest thông báo rằng ít nhất thì cuộc gặp đã ít ngượng ngùng hơn lo sợ của một số người. Tổng thống Obama cho biết hai người đã có một cuộc nói chuyện tuyệt vời, trong khi Trump nói rằng ông rất kính trọng Obama. Tuy nhiên hình ảnh hai người xuất hiện trước ống kính không thể giấu được sự thiếu tự nhiên. Washington Post nhận định cảm giác sượng sùng sau cuộc bầu cử chưa thể biến mất trong vài ngày. Nhà Trắng đã không sắp xếp phần vợ chồng Obama đón vợ chồng Trump để báo giới chụp ảnh như truyền thống những lần chuyển giao quyền lực trước đó. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tiếp riêng bà Melanie Trump, cả hai được cho là đã uống trà cùng nhau để bàn chuyện nuôi dạy con cái. Phu nhân ông Trump đã nhận về nhiều chỉ trích khi bài phát biểu của bà ở Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa hồi tháng 7 có một số đoạn đạo bài phát biểu của Michelle Obama. Dù vậy, trái với quan hệ của hai vợ chồng thì ít xa, Melanie cũng thừa nhận bà ngưỡng mộ Michelle. Không riêng gì vợ chồng Tổng thống Obama, các nhân viên Nhà Trắng, nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ đều chưa làm quen với viễn cảnh Tổng thống Trump dọn đến ở Washington. New York Times miêu tả những người dân chủ và Cộng hòa ở Washington nhìn chuyến đi của Trump là thứ gì đó rất siêu thực. Họ không chuẩn bị cho cảnh một người kinh doanh bất động sản, một ngôi sao truyền hình thực tế này lại đến phòng bầu dục để chuẩn bị lãnh đạo cường quốc số một thế giới. Tờ báo viết thêm, một người trong suốt chiến dịch tranh cử đã tìm kiếm sự ủng hộ từ những người da trắng kỳ thị trung tộc nay ngồi trước tượng bán thân của Martin Luther King Jr. trong phòng bầu dục. Martin Luther King Jr. là người hoạt động vì quyền bình đẳng cho người Mỹ gốc Phi vào giữa thế kỷ 20. Ngoài vườn hồng của Nhà Trắng, người ta thấy tránh văn phòng Dennis J. McDonald đi dạo và nói chuyện của con rể kiêm cố vấn của Trump, Jared Kushner. Các cộng sự của Trump thì chụp hình cho nhau nhân dịp viếng thăm nơi làm việc tương lai của họ. Chính tại nơi đó, với ngày hôm trước, ngày 9 tháng 11, các nhân viên Nhà Trắng mặt thẫn thờ đã đứng nghe Tổng thống Obama phát biểu về chiến thắng của Trump. Obama kêu gọi nước Mỹ đoàn kết trong khi một số nhân viên bật khóc. Sau cuộc gặp ở Nhà Trắng, Tổng thống tân cử của Mỹ đi di chuyển tới Capitol Hill, tòa nhà quốc hội để gặp Chủ tịch Hạ viện Paul D. Ryan. Ryan không nằm trong số những đảng viên Cộng hòa công khai phản đối Trump trước đây, nhưng ông từng nói mình phát ốm vì những lời bình phẩm thô tục của Trump dành cho phụ nữ. Trong khi đó, tỷ phú New York gọi Chủ tịch Hạ viện là một lãnh đạo yếu ớt và thiếu hiệu quả. Trưa ngày 10 tháng 11, Trump và Ryan đã ăn trưa cùng nhau. Cả hai cùng đứng ở ban công tòa nhà quốc hội nhìn về khoảng sân, nơi Trump sẽ nhận chức vào tháng 11 tới. Sau cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện trong thông báo ông rất hào hức được bắt tay thực hiện các chương trình về chính sách di dân, chăm sóc sức khỏe và giảm thuế. Từ ngày 11 tháng 11, Trump sẽ nhận được một bản của báo cáo hàng ngày mà Tổng thống Obama đang nhận. Báo cáo ngày gồm những thông tin tình báo tuyệt mật và các mối đe dọa an ninh quốc gia nước Mỹ đang gặp phải.